Đây là cái bắp bắp mẹ ở sát nhà mình. Nó có tour up fan mà mình nhìn không thấy rõ. Có tour up fan. Tour up fan nó ở trong góc này. Sau lưng sẽ là thấy tour up fan. Hai vợ chồng đi ở sát nhà mình đó anh. Hình như ở trên nhà mình là phải. Sau lưng là ông Dôn lão đại nhất kia ở nhà mình. Sau lưng mình nữa là tôi cô. Nhát ra đây đứng chơi thoải mái.